Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những thông tin mới nhất về vùng áp thấp hoạt động gần Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là đi với vận tốc 39-61 km/h. Gió giật cấp 9, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Khả năng rất cao áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 1 của Biển Đông trong năm 2024. Mọi diễn biến tiếp theo về vùng áp thấp nhiệt đới này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, rãnh mây dông tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực phía Nam Đồng Bằng cũng như các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến thấp nhất chỉ dưới 10 mm, mưa tập trung chủ yếu vào tối và đêm. Ban ngày ở khu vực Bắc Bộ trời vẫn còn nắng gián đoạn, nhưng nhiệt độ ở Bắc Bộ không cao, chỉ dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Ở miền Trung, rãnh thấp dịch chuyển xuống phía Nam cũng tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung, làm cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt ở tỉnh phía Bắc miền Trung giảm đáng kể, chỉ còn dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, trong chiều và tối cũng có mưa rào và dông. Trong ngày trời vẫn có nắng nóng với mức nhiệt là 33-36 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo vẫn có nắng gián đoạn, cục bộ có nơi có mưa. Sau đó, thời điểm về chiều tối dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, nên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ vẫn có điểm mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết ở Tây Nguyên khá mát mẻ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 28-31 độ. Còn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ. Trên biển, dự báo khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Bộ, toàn khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan, sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ sóng cao có thể tăng lên đến 2 mét. Và sau đây là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ban ngày có thể tăng mạnh lên mức 34-36 độ. Những ngày sau đó, do chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp, khu vực này sẽ bước vào đợt mưa mới. Nhiệt độ giảm 1-2 độ mỗi ngày. Ở khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực này. Nhiệt độ ban ngày tăng lên mức 31-33 độ. Đến ngày 3 tháng 6, dự kiến từ ngày 4 tháng 6, khu vực này chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp, đồng thời sẽ bước vào một đợt mưa mới. Tại khu vực Bắc Ninh, khu vực Bắc Giang và một số khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ giảm thêm 1-2 độ, xuống mức 30-31 độ, về đêm là từ 25-26 độ. Ở khu vực Hải Dương, Hải Phòng, nắng nóng sẽ trở lại, ban ngày có nắng tăng mạnh lên mức 33-35 độ. Dự kiến từ ngày thứ hai của tuần tới, khu vực này có khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Khu vực Thanh Hóa, khu vực phía Bắc của Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, đề phòng có khả năng xảy ra dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp. Các khu vực ven sông nhiệt độ ban ngày giảm 3-4 độ, tùy từng khu vực, giảm mạnh ngưỡng từ 30-31 độ. Nhiệt độ ban ngày khi đó tăng mạnh lên mức 34-36 độ và duy trì đến hết ngày 4 tháng 6. Tại khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm thêm 2-3 độ, mức từ 31-32 độ. Về chiều, mưa to sẽ diễn ra cục bộ vài nơi. Từ ngày Chủ nhật, mưa có xu hướng giảm. Sau đó, từ ngày 5 đến ngày 6, khu vực này có khả năng bước vào một đợt mưa mới. Xuống đến thời tiết khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bởi mưa, nhiệt độ sẽ giảm từ 2-3 độ. Ban ngày sẽ giảm xuống mức 32-33 độ, nên nhiệt độ này sẽ còn lặp lại.
nhiệt độ có thể tăng thêm 1 đến 2 độ mỗi ngày. Trạng thái mưa nhỏ về chiều sẽ thường xuyên lặp lại. Khu vực này có khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Ở khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên, nhiệt độ ban ngày vẫn ổn định ở mức cao trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Đến hết ngày mùng 1 tháng 6, những ngày sau đó nhiệt độ có thể giảm nhẹ 2 đến 3 độ. Mưa nhỏ về chiều có khả năng xuất hiện ở một số khu vực. Đáng lưu ý là mưa sẽ gia tăng từ ngày. Ở khu vực Khánh Hòa, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa về chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Ban ngày nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 33 đến 34 độ. Những ngày sau đó nhiệt độ giảm nhẹ 1 đến 2 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, tại khu vực Gia Lai và Kon Tum, nhiệt độ có phần dịu mát hơn so với các khu vực khác. Nhiệt độ ban ngày sẽ ổn định ở mức 26 đến 28 độ đến ngày mùng 6 tháng 6. Những ngày sau đó nhiệt độ có thể giảm 1 đến 2 độ. Mưa sẽ diễn ra rải rác ở khu vực này trong những ngày tới. Thời gian mưa thường diễn ra về trưa và chiều. Các khu vực nằm ở phía nam của Tây Nguyên, nhiệt độ có phần cao hơn, dao động ở mức từ 29 đến 31 độ đến hết ngày mùng 1 tháng 6. Những ngày sau đó nhiệt độ có thể giảm nhẹ 1 đến 2 độ. Trạng thái mưa vừa mưa to về chiều, nắng về sáng sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, tại khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, buổi sáng nhiều mây và có nắng đan xen, về trưa chiều sẽ có mưa rông rải rác, cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ 1 đến 2 độ, xuống mức từ 32 đến 33 độ. Trong ngày mùng 1 tháng 6, từ ngày thứ 2 của tuần tới, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 34 đến 36 độ.